Cụ Quỳnh Thị Bền, 92 tuổi, ở Úc, biếu cho ông 500 ngàn mua gạo ăn. Cảm ơn bác Bền, bên nước Úc rất nhiều, có 500 ngàn mua gạo ăn. Ông không có vợ, không có con, ở một mình. Bây giờ không làm gì ra tiền. Bác cho 500 ngàn, rất vui mừng. Tôi tên là Ngô Văn Sơn.